Dạ, ông Nhỏ Miền Tây xin mến chào ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay ba gia đình, ba anh em mình đi đặt bẫy gắn mối bằng mồi dế nha cả nhà. Đó, đây là số dế mình đã mua rồi nè. Đây số chai mình chuẩn bị nè. Bữa nay mình bỏ dế vô chai, mình để vô bẫy gắn rồi là mình sẽ đặt, là coi coi cái gắn mối nó có chạy hay không thì mình cũng chưa biết nha cả nhà. Giờ cưng vô dế đi. Anh buộc ha. Cái này là mình lần đầu tiên mình trải nghiệm thử. Để vô nữa cưng. Cái môn có này. Ba bốn con vậy á. Đây là có 12 cái lợp. Ở 11. Lợp này là lợp đặt bẫy gắn nè. Hôm nay mình lên đặt gắn mối. Này là phương pháp này đối với gia đình mình là mới đó, mà với cả nhà thì không biết sao ha. Con nữa đi cưng, chai này bự quá mà. Không, gắn mối cho mình nhiều lắm mà không biết nó có hiệu quả không. À. Chai này mình đậy lại, mình có làm mấy cái lỗ thoát hơi nè, đạn dế nó sẽ không bị chết, nó không có bị ngợp á em. Đây cái mình đục vô. Nói gì đây, là khi dế nó nhảy á, nó sẽ động đậy trong này nè, gắn mối nó sẽ vô dễ hơn. Cái thứ hai tính lấy kìm ra với dây chuyền cuộc cái chai lại, mà vô cái lợp nó cũng hơi vừa rồi thôi, nên khỏi cuộc. Nếu con dế này nó mềm quá. Với con mà này nó đều đều nhau luôn, không có con nào bự hơn nhỏ hơn luôn á chị. Em thấy bữa nay có chuyển giọng không em? Không biết nữa nè. Mắt có giật gì đó không chị? Chưa, mắt còn đứng yên. Chai này nhỏ, còn để vô cái lợp nhỏ á. Lợp nhỏ nè. Cái này có khi vô gắn không? Cũng có khi vô em, nhưng mà mình đặt với điều kiện mình để nó hơi lâu á. Nhiều khi như qua đêm á là có thể gắn vô luôn á. Mình đặt cái này trời nắng thì cơ hội có gắn mối nhiều hơn. Tại vì nắng gắn mối mới đi. Nè, mình đặt này thì không có cần mấy ngày như đặt gắn hết nè. Qua buổi trưa mình đi thăm rồi, có chạy hay không là mình biết rồi. Chỗ nào có gắn mối là nó như nó gặp miếng dế vậy nè, phải lắm. Còn chạy hay không thì nói chung là lần đầu mình đặt cũng nên cũng chưa biết. Dạ. Vô. Hôm nay mấy anh em mình sẽ đặt gắn mối dưới vườn dừa của bác Tư. Lựa chỗ nào nó im im á. Vô vườn dừa của bác Tư thoáng mát chứ dần luôn á. Bên cái góc nhà của Tư đó là đặt cái đó. Mấy chỗ mà có cỏ cái khô với nhánh khô vậy nè, đặt dễ chạy hơn. Trong vườn mít của cô Tư hổm gắn dữ lắm anh. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Điện hồ mình qua đó. Nhìn mít á. Nhất chưa he, nó chạy sột sạc lửa chân mà đâu có chụp được. Thì gắn mối nó nhanh á, trong đó ra chanh không mà không có chụp được. Này phải kiếm cái chỗ nào nó thuận tiện ha. Chứ để không thôi đặt nhiều khi nó phức á. Dế mình đây nó chạy gắn mối nhìn không có thấy. Ui ui. Dây cắn lục. Ghê. Nói chung mình đặt cái này không cần phải kính, càng chống cũng càng tốt. Nhưng mà được cái là mình phải để sao cho nó mát mát cho mấy dế á,
đừng có hóc sợ nó chết á. Vậy là một cái rồi đó. Qua bên vực đất chống bên này, đặt trong đây cái mình đặt gác mối này cũng như đặt mấy gắn hổ hành hổ ngựa rồi vậy cả nhà. Mình có nhiều người hổm mấy nay mình có đi đặt gắn làng cái nói sao mình tự nhiên cái để cái bẫy vô cái bụi lùm cái có con gắn vô đặt thì đặt theo đường mòn của con chuột. Người mình ở trong cái bẫy là có mồi là mồi con chuột nên con gắn nó sẽ vô cái bẫy nó ăn chuột, chứ nếu mà mình nhét bẫy không vô cái lùm gì nó cũng không có vô gắn á. Chứ phần mình đặt thì mình lựa lùm độ không à. Nên thành ra dễ có gắn hơn. Chứ đâu phải nói xịt ngang nhét cái bẫy vô cái bụi đó là có gắn đâu. Cũng có khán giả xem kênh bình luận mắc mắc vậy mà em cũng không biết trả lời sao luôn. Phía bên đây là vườn mãng cầu. Mãng cầu trái cũng nhiều nè cả nhà. Vườn mãng cầu này phía sau nhà của Út nhỏ luôn á. Đây. Trái này vừa đến Tết luôn rồi. Đến Tết là chưng mãng cầu. Đúng. Trồng cây xoài em là tới Tết đó là vừa có trái để chưng luôn á. Năm nay đốn rồi. Nghe vậy xoài rồi. Cái này cũng của Bắc Nam. Vườn rất là thoáng mát sạch sẽ luôn. Trái rất là nhiều. Mấy cây mai này đã lặt lá hết rồi nè cả nhà, chuẩn bị ra bông đón xuân rồi. Đây, nó có nụ rồi nè. Trước nhà mình cũng có cây mai nè, em có phát hiện ra không? Thôi đừng nói anh ngại lắm. Không đâu, cây mai đó vài năm nữa là mình cũng có hoa mai đón Tết đó. Anh mới tiễn nó lại một cái. Mai này là của Bắc Nam. Khác bên nhà mình luôn, Bắc Nam uống luôn nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó. Rồi, bẫy gắn mối thì mấy nay mình đặt cũng xong đó. Mình sẽ đi vô nhà mình đợi một xíu. Rồi trưa mình bắt đầu ra thăm. Nào nắng có mạnh là gắn mối nó đi nhiều rồi nó mới dính. Thì nãy giờ cũng lâu cả nhà, giờ mấy anh em mình đi thăm coi nó có dính không. Không dính thì đổi địa điểm. Không dính là mình đổi địa điểm chứ để không thôi. Rồi. Có rồi anh.
hôm nó hở chèn. Rồi vậy cái đầu tiên không dính. Rồi mình đổi chỗ khác hay mình đặt lại chỗ này anh? Chỗ này có gắn mối anh đặt lại đi. Mấy cái chỗ này bắt buộc phải có chứ. Bữa nay trời nắng không có gắt nữa. Hơi lạnh. Rồi tiếp tục thôi. Đi thôi. Chỗ này khô vậy mà không lẽ không có gắn mối ta? Không có luôn em ơi. Này chắc là phải đi có. Anh Hai anh cộng với cái bẫy gắn đó chị. Không biết anh Hai sao anh có thăm không nha. Bẫy gắn. Anh còn mấy cái bẫy gắn anh chưa có thăm nữa. Chưa gì thấy là. Ủa vậy quên. Anh không có gom bẫy gắn về hết hả? Anh gom về rồi mà bữa hổm nay anh đặt bằng không có chuột, anh đặt bằng gắn mối á. Vậy hả? Nhưng hồi mình nhìn thử thôi. Cái này cứ nói vậy anh cũng không biết, anh nhớ nó nằm ở đâu luôn. Anh nho thường thường cũng hay đặt mấy cái bẫy gắn, nếu mà có chuột đó, nó vài con thì đặt nó cái giường nè cả nhà. Ở đây không? Giường ở sau hè nhà nè. Mình đặt để lại đó, nếu có dính thì dính. Đó, gắn mối chạy nè. Ở chỗ này mình có đặt không ta? Không có gì anh ơi. Nhớ anh đặt cái cây nào mà nãy anh rút cái cây, anh dở cái cây ra anh mới đặt vô. Chỗ này có con gắn mối kìa. Dính. Gắn hồ hành, Nè. Cậu còn ăn gắn mối anh nè. Đâu gắn mối đâu. Nè, chống bụng nhẹ giãn ra luôn nè. Đặt gắn bằng mồi ra. Đặt gắn hồ hành bằng mồi gắn mối. Có lý. Không có này có kia. Vậy là mấy cái bẫy này mà nếu mà có dính gắn mối rồi mình có thể là để lại luôn anh. Để lại dính luôn đó chứ. Rồi, ấy rồi. Vô. Một em. Em ba mà không nhắc anh quên luôn rồi. Hôm nay anh quên cái vụ mấy cái bẫy gắn mối của anh. Cái này không có tới mùa lúa, không có chuột. Anh nên đặt 2-3 cái vậy á. Chứ mình đâu có gắn, đâu có chuột đâu đặt gắn. Vậy là bữa nay thành ra có gắn hữu hành ăn luôn. Hên đó, hên nhà em ba nhắc hay không nhắc anh quên luôn 2-7 đó rồi. Đây, bẫy gắn mối sao đây. Rồi chật lớp nữa rồi. Nhưng mà màu này không vậy ta, về đi luôn. Những bẫy gắn của anh nằm đây luôn hay gì đó. À đây nè, thấy không? Ủa dính con nữa nè, thấy không? Ôi lúi nè, nó ăn còn ăn gắn mối anh nữa nè. Ủa nó hôi hành. Nè cái bụng nó giãn nè, thấy không? Gắn mối. Không có chuột ở cả nhà, cái bữa hổm đi rồi đem về có mấy gắn mối chui vô cái lợp, thấy tiếc quá rồi thôi đem đi đặt luôn. Gắn đi bự nè anh. Bự còn nữa không? Ấu ra nè, hết rồi anh, hết bảy ấy rồi. Ơi trèn ơi, ôi ơi, nguyên gắn mối bự quanh nè, nguyên gắn mối hai con luôn. Ôi ơi, ba ăn gì dữ vậy, ăn hai con gắn mối luôn. Nói cả nhà, nếu mà không tin thì đây nè, đây là chứng cứ luôn nè. Nè, hai gắn mối nè. Có sẵn con gắn mối trong cái bẫy luôn rồi đó. Là con gắn hổ hành nó đang con gắn mối vô bẫy nó ăn. Vậy là ngoài con chuột ra nó còn ăn con gắn mối nữa. Bởi vì anh thấy tiếc gắn mối đó rồi anh mới đặt á, không ngờ nó vô được con gắn mối nữa rồi. Làm được luôn gắn hổ hành này luôn rồi. Sáng hôm nay cũng ho, cha cũng đi làm cả nhà, chưa có xong, về mấy cái bơm chưa có xong, mẹ đi công việc rồi nên là chưa có về nữa, nên là bữa nay nhà mình có 3 thành viên đi làm thôi. Dàn ơi, đi đặt gắn hổ hành. Em Út ở nhà. Ôi đặt gắn mối mà sao dính gắn hổ hành không gì nè. Cô chú thì sáng đó mấy anh em mình có đặt mấy cái bẫy gắn mối cả nhà ơi, mà có đi thăm rồi không có dính được 2 con gắn à, thì mấy anh em mình cũng đã đặt lại rồi, ngày mai mấy anh em mình sẽ tiếp tục đi thăm sao.
Hôm nay là do là trễ rồi đó nên là gia đình mình sẽ làm ẩm thực. Có hôm nay thì sẽ làm hai món. Một món là cá lóc nấu canh với khổ qua, thịt kho ăn kèm với dưa hấu. Rồi xin mời ông bà cô chú các anh chị cùng vô bếp với gia đình. Để anh xắt khổ qua cho. Cái khổ qua này hơi già em nha, chín luôn nè. Xắt thịt. Không phải anh, tại là do là sáng nay mình định đặt rắn mối, xong rồi mình sẽ làm ẩm thực về con rắn mối. Nhưng mà mọi kế hoạch nó đã bị vỡ rồi. Nên là mấy cái trái khổ qua này là mua hôm qua để cái nó bị chín á. Rồi mình ăn đỡ luôn chứ sao giờ. Không thì vẫn còn ăn được nè. Dạ. Thế vậy chứ bỏ phí lắm. Cái này là mua hôm qua vậy á cả nhà. Mà giờ này thì cũng trễ rồi, mình không có đi chợ nên là nhà còn mấy trái khổ qua với còn con cá lóc gọng á, bắt ra mình nấu canh luôn. Với lại mình thịt thì mình kho. Trời. Dạ. Hồi nãy cha móc cái ruột của cái khổ qua hay gì vậy? Đúng rồi. Để ra cho con móc cái ruột nha. Dạ cha. Khoái móc ruột lắm hả? Dạ khoái dữ lắm á cha. Ờ khoái móc ruột đó ha con. Dạ cha. Rồi con làm thế được không? Nay ông ngoại bà ngoại đi hết rồi. Ha Hả Quy. Dạ. Dạ mẹ. Nhà còn có mấy anh chị em à, mình nấu canh với mình kho mình ăn luôn. Dạ cha. Bữa nay nhờ đầu bếp Nhí ra phụ cả nhà ơi. Bé Út đang đưa bé Chi ngủ. Thịt ba gọi này hồi là mình kho lên mình ăn cơm với dưa hấu cũng ngon rồi em ơi. Thử qua mà nấu canh cá lóc nữa. Đúng bài luôn. Để nó à đúng rồi. Mấy cái khổ qua này nó chín rồi hả cha? Đúng rồi. Giờ này trời cũng mát rồi á. Nên là nếu mà mình để tới chiều mình đi thăm gắn mối cũng được mà nó bị trễ rồi. Mát gắn mối nó ít đi, nắng nó mới đi nhiều. Nên là thôi. Anh thấy rồi tốt hết rồi, đặt cái lúc như sáng sớm á. Dạ. Còn hơi sương sương á. Là con cá gắn mối nó còn nằm trong cái lùm. Xong á cái tới khi mà hé nắng, hành nắng lên á, cái gắn mối ra nó ăn là nó sẽ bắt gặp được cho cái đó đó. Là mình làm hồi sớm là mình đi cũng 9 giờ mấy 10 giờ cũng hơi trễ. Dạ. Cha. Trái này nó xanh nó ngon. Con cha sắt rồi con gom vô nha. Ok luôn. Quá giỏi. Quá nhiều luôn rồi mẹ ơi. Còn hốt xong rồi đây để sắt sắt cái dao nó. Sắt sắt bền cũng hơi nguy hiểm. Trơn trội à. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ cha. Để cha sắt hết cái này luôn rồi con để vô luôn nha. Dạ cha. Nhóm hai cái bếp lửa, mình chuẩn bị bắt nước sôi lên nấu canh khổ qua trước. Dạ vô đợt đập bơm nha. Ra mình đi sang Bắc cũng không trúng làm cái gì, không trúng là như thiếu cái sự tự tin á, mình làm việc gì cũng không thành hết em nhớ. Có mấy cây củi nhỏ nhỏ nhóm lửa dễ cháy. Đúng rồi, tại nhâm nhâm á. Dạ. Nó học lửa hơn, con bận thì nó một khi mở bắt lửa thì nó cháy được lâu. Nhỏ thì nó mau. Giật mình luôn rồi nghe. Con để mấy cái nhỏ. Rồi cái phần thịt này cũng đã sắt xong rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu ướp. Rồi giật mình xảy. Có mấy cái cục xương nữa chứ. Xíu nữa. Thôi lên này ngon lắm. Tiên là ăn sữa trên nước màu vậy. Ít ít xíu nha em.
Nhưng mà lần này chị đã chị thắng nó hơi đặc á, nên là kho lên cái màu nó đậm quá. Mình để ít. Wow, lỡ dạng có tí xíu. Thôi tính đầu như nước màu bình thường, đợt này nó hơi kẹo quá, thành ra nó hơi đen ha. Đã không sao anh ơi, nhưng mà nó chưa có đến cái nỗi nhẵn á. Ừ, nhiều chút nữa là nhẵn luôn á. Gái già giỏi quá ta. Thưởng cho một cái nè. Để đi con, để đi chút đi. Bây giờ em sẽ cho nước mắm vào. Rồi, nước cũng sôi rồi nè. Giờ em sẽ cho phần cá vô. Cá lóc. Cứ ngon nha. Cái lóc để vô cái khứa giống cá lóc đó nha. Giống như món ngon nhà làm, ngon như nhà làm. Em nhớ em đọc cái tiêu đề trên YouTube ở đâu này ta. Gì có vậy? Là anh. Cái gì cái câu gì em ba thường hay nói nè, về cái gì? Kêu thì đi, không kêu thì đi gì. Đi thì đi. Được thì được, không được thì được. À, đó, đó. Nó say say thì cũng ngậm cũng câu trả lời đó luôn à. Cà khịa nha cho vui xíu nhưng mà. Nồi thịt ba gọi toàn là mỡ không sao chịu nổi anh. Cái nắp. Cá giờ chín hết rồi nè. Đó, thấy không? Mình sẽ đẩy phần hủ qua vô. Hủ qua đúng không? Khổ. Cái anh kêu sao mình quen tên hay sao kêu hủ qua không? Giống như quen miệng vậy anh. Sao cũng được, mà mình ghi thì cho đúng là được rồi. Nó là ăn cái này là kêu khổ quá. Không, ăn cái này cho cái khổ nó qua. Này bà con nghe khổ qua này có màu có mè nữa ha. Này khổ qua nó hơi chín cả nhà ơi. Có màu có mè nữa. Chắc ăn cũng được mà không sao đâu. Được, trời ơi, cái gì phải bỏ, bỏ là phí. Rồi, nồi cá cũng chín rồi, giờ anh sẽ cho phần hành vô. Cuối cùng là tiêu. Hơi nhỏ rồi đây đúng lỗ rồi, nó ra dữ lắm. Phương phớt còn nồi cá, nồi thịt kho nữa. Nồi thịt kho giờ thấy nó lên màu rất là đẹp luôn rồi kìa. Này nó chín hết đây em ơi. Mình để giờ cho nó khô khô. Thích ăn nước nhiều hay nước ít nữa thôi, chứ thịt thì đã chín hết rồi đó. Bữa nay mình để nước màu ít rồi, nó lên màu đẹp rồi. Cho thêm miếng tiêu vô thịt nữa cho ăn cay cay nó ngon. Đây đây đây. Cá lóc nấu canh khổ qua. Mình ăn kèm với thịt với dưa hấu nữa. Rồi, xin mời gia đình mình dùng cơm. Xin mời cả nhà luôn. Rồi, thức ăn cũng đã chín rồi, xin mời cả nhà luôn nha. Wow. Không cha. Quá ngon luôn. Quay. Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Dạ. Ngon quá trời.
Mời ông bà cô chú ăn với con. Ngon quá ông bà cô chú ơi. Đây thịt heo kho là đúng bài của con rồi phải không? Dạ đúng rồi cha. Còn canh của cha thì gì ngon không? Hôm nay về ba nấu ngon quá trời. Cho về ba 18 5 điểm luôn. 18 5 điểm. Cha cũng nấu canh chua ngon. Cha gấp cho con miếng cá canh chua nữa rồi có nhận. Con thịt cá không Quy? Dạ ăn chơi. Đây cho con miếng này nha. Ghê vậy hả? Con thử này cá canh của cha hứa ơi có ngon không? Mời ông bà cô chú ăn với con nha. Ngon quá, con cho cha 18 điểm đâm luôn. Cái gì 18 điểm gì? Dạ Trang xin mời cả nhà dùng cơm. Ăn chén kia tay kia dịnh vô con. Ừ, nó hồi đổ chén cơm thấy không? Dạ cha. Con thịt nữa không? Đây mẹ gấp cho. Dạ con có rồi mẹ ơi. Thịt kho là đúng bài bái vi luôn. Cha ăn thịt kho không? Con múc cho cha. Được rồi con. Cầm nhận thịt heo có mỡ lên cái kho ăn nó khác liền ha. Dạ. Thịt không cái mình ăn nó khác. Rồi em ăn bố gụt luôn hả? Màu gụt luôn. Quá đã. Cha ăn cái gụt có hơi có ngon không nha? Ngon không? Quá ngon. Nước nách luôn không? Nước nách luôn. Nước nách luôn nè. Cơm ăn nha. Phụ qua để nó đắng cho cha. Đúng rồi. Hay tại trái nó già nó chín nó tạo ra chất đắng nhiều hơn em nhỉ. Cơm ăn con. Canh hủ qua cũng ngon lắm anh. Đúng luôn rồi chứ. Hôm nay là cái ngày mà mấy anh chị em mình khai trương đặt cái bắt con gắn mối kiểu mới luôn đó nha. Nhưng mà chưa có hiệu quả. Mình đợi ngày mai coi không biết nó sẽ như thế nào nữa. Ngày mai chắc tới trưa anh mới đi thăm được. Anh vậy nói chung là không biết được. Thì mới mình làm thử đi có hay không á thì đó là một chuyện khác nữa. Thì bây giờ gia đình mình đặt gạch bắt kiểu đó thôi chứ còn mình thì không biết nó có chạy được hay không, mình cũng không biết được, đúng không? Thật ra là nãy cái lúc đi thăm á là mấy chị em mình cũng có thấy một bẫy vô con gắn mối đó, rồi hồi tới lúc mình chở ra con gắn mối đi mất tiêu. Đi mất tiêu luôn. Ăn cá lóc không? Cá lóc không? Dạ hồi nãy có ăn rồi. Ăn nữa đi. Dạ thì đãi cho mấy anh chị em tiếp tục dùng bữa. Trang xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nếu mà cả nhà có yêu thích ốc nhỏ miền Tây á, thì mong cả nhà ủng hộ. Thì Trang xin cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Con cảm ơn ông bà cô chú để coi clip ủng hộ mẹ con. Bye bye ông bà cô chú. Tạm biệt cả nhà.